Thưa quý vị, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine phòng COVID-19 sau tiêm mũi 1 và mũi 2 thì được xem là hoàn thành liều cơ bản. Tuy nhiên, ở một số đối tượng đặc biệt như người đang điều trị ung thư, người cắt ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, người suy giảm miễn dịch, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Sinopharm, Verocell hoặc vaccine Sputnik V thì cần phải tiêm thêm liều bổ sung. Liều này không tính là liều nhắc lại hay mũi 3 như chúng ta thường gọi. Vì thế, đối với thắc mắc của một số người dân được tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung rằng tôi đã tiêm 4 liều, sau đây phải đi tiêm thêm. Vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre có những chia sẻ sau đây. Cho bà con tiêm xong mũi 1, rồi tiêm xong mũi 2, đó là hai liều cơ bản. Nhưng mà ở những đối tượng khi chúng ta tiêm hai mũi cơ bản này, có những cái đối tượng là cái sự đáp ứng miễn dịch nó không có được tốt, rồi có những cái sức khỏe nó cũng không có được cái bảo vệ để mà cái tăng trưởng trong cái kháng thể để chống lại bệnh tật, đặc biệt là những người mà lớn tuổi, rồi những người có mắc những cái chứng bệnh mà nó ảnh hưởng đến cái miễn dịch, thì nhà nước mới cho tiêm cái mũi gọi là cái mũi củng cố cho hai mũi cơ bản đó. Thì bà con mình người ta ngộ nhận cũng đúng thôi, bởi vì khi đến cái mũi tiêm vào trong vai của người ta, cơ thể người ta, thì người ta đếm cái mũi thứ nhất, cái mũi thứ hai, cái mũi củng cố này, chắc đây là mũi ba. Nhưng mà thật sự đó là cái mũi củng cố chứ mình không tính mũi ba. Cho nên khi mà chúng ta hoàn thành xong cái mũi cơ bản rồi đó, cái nguyên tắc của cái củng cố miễn dịch là phải tiêm nhắc lại. Tiêm nhắc lại thì mình nhắc lại lần một, nhắc lại lần hai. Cái mũi mà nhắc lại lần một đó thì có bà con người ta ngỡ rằng đây là mũi thứ tư. Nhưng mà thật sự nó là mũi nhắc lại lần một, hay còn gọi là mũi 3. Tại vì mũi củng cố thì mình không có tính. Như vậy thì nếu mà bà con nào mà có cái đợt mà người ta vận động để đi đến tiêm mũi củng cố thì xem như đó là cái mũi để củng cố mà thôi. Còn trách nhiệm là chúng ta phải được tiêm cái mũi thứ 3 và mũi thứ 4, hay là nói một cách dễ hiểu cho bà con của mình thì phải được tiêm nhắc lại mũi thứ nhất và tiêm nhắc lại mũi thứ 2. Thưa quý vị, qua phân tích vừa rồi, hy vọng sẽ giúp quý vị, nhất là những người thuộc đối tượng tiêm mũi bổ sung, sẽ hiểu rõ hơn về cách phân biệt các mũi tiêm, tích cực tham gia tiêm chủng mũi nhắc lại theo hướng dẫn của cán bộ y tế, tiêm vaccine sớm nhất có thể để giúp duy trì hiệu quả kháng thể, phòng tránh hiệu quả dịch bệnh.